Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là công tắc quạt gió của xe Kia. Cái này được lắp cho xe Kia tải 1,4 tấn. Đây là cái để tăng giảm số quạt. 1, 2, 3, 4. Số 4 là số mạnh nhất. Xin giới thiệu các bạn dây len ngắt lạnh. Đây là tôi gọi là mũi ngửi đây. Đây là để ta cắm vào trong giàn lạnh, khi độ lạnh thâm nhập vào đây thì nó sẽ truyền tín hiệu vào công tắc dây len ngắt lạnh. Này có hai rắc điện 12V. Cái này ta có thể đảo chiều được. Dòng điện chạy qua trong này nó như một cái công tắc, khi đạt được độ lạnh nhất định thì tự nhảy và tự ngắt. Điều chỉnh